Thế là tôi đã xây dựng cho các bạn khá nhiều cái chân dung của những người tham gia trong cây cảnh nghệ thuật. Tôi chia ra thành các cái nhóm, đúng không? Thế thì cái nhóm mà tôi vừa mới làm nội dung xong đó là cái nhóm về gọi là bên môi giới đấy, môi giới trong cây. Thế thì trong phần này tôi sẽ xây dựng cái nhóm mà làm truyền thông trong cây. Thực ra là cách đây mười mấy năm thì cái nhóm làm truyền thông thì không có. Thế nhưng mà tầm khoảng 7-8 năm trở lại về bây giờ thì cái nhóm truyền thông là hình thành. Đó là cái giai đoạn nó phát triển mạnh mẽ của nền YouTube. Thế còn trước đó thì nền Facebook phát triển, thế nhưng mà nó không hình thành một cái nhóm về truyền thông trong cây. Thế nhưng mà khi nền YouTube phát triển và phổ biến thì cái nhóm mà làm về truyền thông trong cây là hình thành. Thì tôi muốn là trong cái phần này thì tôi sẽ đề cập sâu về cái nhóm này, bởi vì thực tế cái nhóm này cũng có cái ảnh hưởng rất là lớn, rất là lớn luôn trong sự phát triển của thị trường cây cảnh nói chung và cây cảnh nghệ thuật nói riêng. Thế thì cái nhóm này là như thế nào? Thế thì các bạn biết là khi nền YouTube phát triển thì các bạn mà làm nội dung trên nền YouTube, các bạn sẽ xây lên các cái kênh. Thì về định hướng các cái kênh thì nó có nhiều, tùy nội dung của từng người. Thế nhưng mà ví dụ như truyền thông ở trong cái lĩnh vực cây cảnh này thì có thể chia ra thành mấy cái mảng chính. Một là các cái hướng về review nhà vườn và cá nhân, tức cái nhóm mà về quảng bá các cái cá nhân và nhà vườn này, từ các cái cây. Thế cái nhóm thứ hai nữa là cái nhóm mà về truyền thông về các vấn đề mà đào tạo về kỹ thuật, rồi về định hình chăm sóc, rồi các cái nhóm mà về truyền thông về các cái vấn đề khác ở trong cây cảnh nghệ thuật nữa. Rồi có thể là một số các bạn thì làm về nội dung để thể hiện cái tính cá nhân hóa của bản thân mình ấy. Đó. Thế tính đến bây giờ là năm 2024 thì các bạn có thể liệt kê khá nhiều kênh mạnh trên nền YouTube mà về vấn đề cây cảnh. Các bạn có thể liệt kê một số các kênh như là kênh của chú Đỗ Sinh này, kênh Hương Sắc Đỗ Sinh này, kênh của bạn Mạnh Bonsai này, rồi kênh Yêu Cây. Đó, đây là mấy kênh truyền thông khá lớn, lượng sắp nhiều. Thế dưới đó thì có một số các kênh khác, ví dụ như kênh Nghệ Thuật Bonsai của Lịch Thiệp này, kênh của Video Bonsai của anh Thắng này, kênh của Đức Huy này, vân vân. Nói chung là cũng khá là nhiều kênh ở ngoài phía Bắc này. Thế còn cái bên phía miền Nam thì cái hướng mà làm truyền thông thì lại là cá nhân của các cái nhà vườn người ta làm, chứ ít khi người ta làm truyền thông độc lập. Nhưng ngoài Bắc này thì hình thành là một cái nhóm mà các cái bạn làm về truyền thông độc lập trong cây cảnh. Thế thì bây giờ cái nhóm này thì sẽ có tác động tốt tới thị trường cây như thế nào? Thì tôi sẽ phân tích trước nhé. Thì cái ưu điểm đầu tiên của truyền thông là gì? Là cái thông tin mà người ta đưa đến cho các cái người tiêu dõi ấy, rất là nhanh, đúng không? Ví dụ sử như là người ta làm nội dung xong mà người ta đẩy lên kênh thì sau một thời gian rất là ngắn, có thể vài phút sau là người xem có thể tiếp cận. Và cái phạm vi thì không giới hạn, bởi vì là cái nền của mạng xã hội YouTube là nền toàn cầu mà.
Thế đâm ra là kể cả ví dụ sử như là người ta làm nội dung ở Việt Nam mà các bạn đang ngồi ở Mỹ chẳng hạn, các bạn vẫn cứ xem nội dung bình thường, cập nhật gần như là trực tiếp và nhanh nhất. Còn nếu mà các bạn ấy mà live stream thì là gọi là trực tiếp luôn đấy, gọi là thời gian thực, đúng không? Thế thì cái ưu điểm của bên bên truyền thông là đưa thông tin rất là nhanh. Thế đâm ra là cái hiệu quả về cái việc quảng bá rất là tốt, đúng không? Đấy, ví dụ giả sử như là một nhà vườn, hay là một cái cây, hay là một người thợ kỹ thuật mà được giới thiệu, được quảng bá trên một cái kênh YouTube nào đó thì sẽ được lan tỏa rất là nhanh, và cái thông tin sẽ được cập nhật thường xuyên hàng ngày. Nếu mà trong trường hợp mà cái kênh ý, cái người chủ kênh người ta làm nội dung đều hàng ngày thì thông tin sẽ được cập nhật theo ngày luôn. Điển hình là ví dụ sử ở các cuộc triển lãm lớn chẳng hạn, đấy thì các bạn có thể cập nhật theo giờ ấy, đúng không? Bởi vì thông tin đưa liên tiếp mà, có thể một ngày các bạn ấy lên nội dung vài vài clip, hoặc là ví dụ sử nếu mà các bạn ấy live stream thì là xem trực tiếp luôn. Thế đấy là cái hiệu quả, tức là cái tính tính thời sự của thông tin là được đảm bảo. Thế đâm ra là cái thông tin, nếu mà những cái kênh kênh mạnh ấy, là những cái thông tin nó sẽ có cái tầm ảnh hưởng rất là lớn đối với những cái lượng người theo dõi ở trên kênh. Bởi vì là những kênh mạnh, tức là cái kênh mà được nhiều người theo dõi và cái lượng view của từng clip lên nó lớn ấy, thì là một clip lên là sẽ được nhiều người xem, nhiều người biết. Đây là cái ý nghĩa của bên truyền thông, đúng không? Thế thì nếu mà trong trường mà cái truyền thông mà cái thông tin đưa chuẩn và cái thông tin mà minh bạch, rõ ràng và có tính xây dựng thì hiệu quả sẽ rất là tốt, đúng không? Bởi vì là cái người những cái người tiếp cận ấy, người ta sẽ cập nhật được thông tin nhanh, và thông tin là cái luồng thông tin chính xác đang tin cậy, thì đấy là rất tốt. Thế nhưng mà ngược lại, nếu trong nhập mà bên truyền thông người ta đưa thông tin nó không được chuẩn, hoặc là thông tin bị định hướng theo một cái chiều hướng nào đó, mà cái chiều hướng ấy nó chỉ có lợi cho một số nhóm nhỏ hoặc là một vài cá nhân nhỏ, chứ còn lại là nó ảnh hưởng xấu đến rất nhiều cái người khác ấy, thì nếu mà cứ tập trung cái thông tin kiểu này ấy, thì vô hình chung ấy sẽ điều hướng dư luận, rồi điều hướng thị trường nó sang một cái hướng nó méo mó hơn, nó không chuẩn nữa. Thế thì cái việc mà thông tin đưa lên nó sẽ có hai cái chiều hướng, một là tốt, hai là xấu, đúng không? Thế còn cái việc mà tốt hay là xấu, đấy là do cái bản chất của cái người làm nội dung. Cái bản chất của cái người làm nội dung là người ta làm nội dung theo cái hướng như nào, hoặc là cái trình độ của cái người làm nội dung, đúng không? Ví dụ sử như là người ta trình độ yếu mà người ta lại cứ cố làm nội dung theo một cái hướng mà khó ấy, không làm được nhưng lại cứ cố làm ấy, thành ra làm sai ấy, thì nó cũng là một cái mà nó tác dụng ngược. Thế thì cái vấn đề truyền thông ấy là được khai thác rất là mạnh, đặc biệt là mấy năm gần đây. Bởi vì là khi mà cái lượng kênh tham gia về vấn đề cây cảnh nghệ thuật được tăng về quy mô, tức là cái số lượng kênh tăng lên, số lượng YouTuber tham gia là đông đảo, thì nó sẽ hình thành một cái trào lưu, một cái trào lưu là người ta khai thác thông tin, khai thác các kênh truyền thông ấy như thế nào, đúng không? Ví dụ sử nha, tôi nói với các bạn, để làm được một cái kênh YouTube mà từ con số 0 lên đến tầm khoảng
10.000 sắp thôi. 10.000 nha các bạn nhé. Làm thật, không dùng các tiểu xảo. Có nghĩa là cái kênh lên tự nhiên đấy. Thì nếu mà bạn bạn nào mà bạn ấy làm gọi là làm nhanh, chịu khó thì nhanh và mất được khoảng tầm 2 năm. Đấy. Trong cái ngành cây cảnh nghệ thuật nhá. Thế còn nếu mà chậm ấy, có thể là 3 năm, 4 năm tùy, bởi vì là nó phụ thuộc vào là cái hướng làm nội dung, cái chất lượng nội dung cũng như là cái tần suất mà lên nội dung của cái bạn chủ kênh ấy hàng ngày. Thế thì các bạn phải biết là trong vòng khoảng 2-3 năm đầu ấy, là cái người mà xây kênh ấy, người ta sẽ phải bỏ ra, thứ nhất là thời gian công sức của người ta này, và tiền bạc. Tiền bạc là gì? Là các chi phí đi lại, ăn ở, làm nội dung, đúng không? Rồi mua sắm máy móc, rồi trang thiết bị làm nội dung. Rồi cái công sức thì là phải làm đi lại, nào là quay ở trực tiếp này, rồi về làm hậu kỳ này, rồi các cái vấn đề xử lý về vấn đề kỹ thuật, đúng không? Rồi suy nghĩ về làm nội dung. Thế nhưng mà cái thu thì không có, cái thu thì không có. Thế thì khi cái kênh mà nó khoảng tầm khoảng 10.000 sắp trở lên là bắt đầu là anh em nó có thể sẽ vác ra, các anh em khai thác được, khai thác được. Thế thì cái mục tiêu để khai thác kênh, để xây dựng kênh ra để về sau khai thác ấy, thì mỗi người sẽ có một cái mục tiêu riêng. Đấy, cái thì là chắc chắn. Thế khi mà cái kênh nó đạt được một cái mức mà đủ để bắt đầu khai thác được ấy, thì sẽ có nhiều cái hướng để anh em khai thác. Thì một số anh em sẽ khai thác theo cái hướng là đi quay để quảng bá cho các cái nhà vườn. Thế mà cái chi phí quay quảng bá này ấy, thì là hiển nhiên là các nhà vườn người ta có nhu cầu thì người ta sẽ trả tiền cho anh em, đúng không? Người ta sẽ trả tiền cho anh em, người ta sẽ gọi đến và người ta bảo là đấy, quay quảng bá cho tôi cây này, hay là vườn này, hay là ví dụ như quảng bá chính cá nhân tôi chẳng hạn. Đấy, cái hướng xây nội dung là như nào thì đấy là việc của anh em. Rồi cái số lượng clip như nào thì đấy là việc của anh em. Một cái chiến dịch như vậy có thể đơn lẻ, có thể lên một vài clip, còn có thể những cái chiến dịch bài bản có thể xây dựng cả một cái chuỗi vài chục clip chẳng hạn. Đấy, ví dụ thế. Thì là cái được của các cái bạn YouTuber này, các bạn sẽ được một phần cái tiền công để gọi là bù lại cái chi phí đi lại, ăn uống, rồi làm việc. Đấy, đây là được sự hỗ trợ của các cái nhà vườn, người ta hỗ trợ lại. Và cái đổi lại thì tất nhiên là phải nói tốt cho bên chỗ nhà vườn, rồi bên chỗ cái cây của nhà vườn, cũng như là cái nếu mà PR cái bản thân của ông chủ nhà vườn ấy, thì phải nói tốt cho người ta, đúng không? Thế thì cái việc nói tốt này nếu mà ở mức vừa phải thôi thì cũng được, tại vì là như này, mà làm truyền thông mà quảng bá mà thì nhiều khi nó cũng không cần thiết phải thật như đếm. Thế nhưng mà nhiều khi nếu mà trong trường nói quá ấy, hoặc là ví dụ như không có mà nói thành có, gọi là biến không thành có ấy, thì nó rất là nguy hiểm, nó rất là nguy hiểm. Chưa kể là một số các cái nhà vườn hoặc là một số các cái cá nhân còn cố gắng là mượn truyền thông để điều hướng, dư luận, cũng như điều hướng về cái xu thế của cái thị trường này, theo một cái dòng cây, một cái lối cây, hoặc là theo một cái hướng về kỹ thuật làm, nhưng mà cái hướng ấy nó là cái hướng không không được đúng đắn. Thế thì cái đây là cái mặt trái của bên bên truyền thông, bạn thấy thế cũng đúng không? Cái việc này ấy, thì phần lớn ấy là các bạn mà làm về truyền thông sẽ bị ăn chửi,